Em chào các bác nhé. Phiên tối ngày hôm nay mùng 10 tháng 4 năm 2020, em vừa mới cập bến được một cái lô kiều tím nhá. Kiều tím miền Trung cả nhà này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vừa la nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Bên cơ sở Lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ những cái đơn hàng này em đều không bao ship nhá. Phí ship trong cái đợt này thì nhà em đang hỗ trợ cho mọi người. Có nghĩa là em làm cái ship đồng giá 33.000. 33.000 một đơn hàng nhá. Như ví dụ như là mọi người mua cái thùng hàng nó 2 cân cũng là 33.000, mà lên đến 5 cân nó cũng là 33.000 nhá. Đây, chỗ này là em có hơn 20 mã kiều này. Cái mã hàng em tiếp tục đánh từ M27 trở đi nhá mọi người nhá. Đây, sau đây thì sẽ đi vào báo giá cho mọi người. Cái này nó là kiều tím miền Trung nha các bác nhá. Chủ yếu hôm nay là em toàn là những cái dề nguyên bản thôi ạ. Dề to nhá. Cái 27 này, 600k này. Đây này, mặt hoa thực tế luôn nhá. Con này nó đang có sẵn mặt hoa luôn này cả nhà này. Có những cái rễ thì nó đang sưng nụ nhá các bác nhá. Có những rễ thì đang sưng nụ, có những cái rễ thì nó đã sổ hoa rồi đấy ạ. Đây thực tế luôn nhá, thực tế luôn này. Đẹp chưa? Một rễ nguyên bản luôn nhá. 28 này, 600k này. Đây, nụ này, con này đang có nụ nhá. Nụ bộp luôn, nụ to luôn này. Nguyên bản luôn nhá các bác nhá. Ba 29 này. 29 này, 630k. Cái dề này thì là dề thân ngắn nhá. Thân ngắn này. Toàn bộ đều là hàng lá mít hết này. Tròn xe luôn nhá. Như cái dề này thì nụ nó đang bắt đầu nó mới nú lên thôi. Nhỏ nhỏ thôi nhá. 630. 30 này. 650 này. Cái này thì em có 2 dề. 2 dề này. 2 dề nhá, 650. 31 này. 560k. Đây, đây là em có 2 dề này, 2 dề vụn nhá. Đây 560 này, có 2 dề. Thân ngắn này, cái này thì nó là cái dề thì nó thân ngắn luôn. Này 850k nhá, một dề siêu to luôn. 30. Đây. Cái dề này nó to lắm các bác nhá. Dề này siêu to luôn này. Ông ơi, ông cầm một cháu cái dề này về. Đấy, 850k nha các bác nhá. Vào chưa? Vào rồi ạ. Rồi. 33 này. 33 này. Đây, đây nó là cái mã kiều vụn này, 350 nhá. Đang nụ nhá các nhà nhá. Đây đang nụ này. Chí chít luôn này chứ. Có những cái thì có những cái dề thì nó đã sổ hoa rồi nhá. Có những dề đã sổ hoa rồi, còn có những dề thì đang có nụ đấy ạ. 350, 333. 34 này. Một dề nguyên là 54 này. 34 đây, 34 đây. Cái mã đấy là mã cuối rồi. Mã 34 nhá, 550k này. Đây. Kiểu vụn này nhá, dề những cái này là những cái dề nhỏ nhá, thân ngắn này, kiểu vụn này em gọi là đây là kiểu vụn này. Đấy. 550, 34. Này là có tất cả là 4 dề nhỏ nhá, 4 dề nhỏ đấy ạ.
Mã 35 này, một mã kiểu vụ tiếp theo này, 500k này. Có 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. 8 dề vụn nhá, 8 dề vụn nhỏ này. 500k. Mã 36 này. Đây, một dề nguyên bản nhá, 450k đây, 450 này. Cái mã 36 này 450 nhá. Đây nụ này. Cái nụ này là nó chuẩn bị nó sổ bông rồi nhá các bác nhá. Nụ bộp rồi mà. Chuẩn bị sổ bông rồi. Dề nguyên bản đây. 37 này. 600k này đây mọi người nhìn này, lá mít này, bản lá to chưa? Bản lá nó rất là to luôn nhá. Đấy. 600k một dề nguyên bản luôn này. Đây, nụ này. Nụ này. Ba tám này, cái mã 38 này 550k nhá, cái này là có 1, 2, 3 dề nhá, 3 dề riêng lẻ luôn, 3 dề riêng lẻ đây, hàng đang có nụ đây. 38 550k. 39 này 700k này, cái này em có 3 dề riêng lẻ nhá, 3 dề vụn đây, 700 nụ đây. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Nụ chi chít luôn nhá. Này. 40 này. Cái mã 40 này của em này. 530k. Cái này là có 1 2 3 4 5, 5 dề nhá. 5 dề nhỏ này, 5 dề nhỏ xếp lại nhá. Mã 40. Đây mọi người nhìn nụ này. Mã 41 này. 41 này, 350k này, có 2 dề. Có 2 dề dài nhá. Cái này dề này thân tương đối dài này. 42 này 600k. Có 2 dề ạ, một dề to và một dề nhỏ nhá, 600k đây. 43 này. 43 này, một dề nguyên bản nhá, 700k, dề nguyên bản này, 700k này. Lá mít nhá cả nhà nhá. Bản lá rất là to luôn. 700 dề này nhá. 44 này. Cái này là nó có mấy cái dề ghép lại cơ. 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dề nhá, 7 dề vụn này. 7, 7, 7 3 này, 4, 5, 6, 7. 700k này. Trang hoa này. Đấy. Chuẩn hoa tím nhá. 45 này, 600k. 2 này. 3. Cái này nó có 3 dề nhá. Mã 45 này, 600k này, nó có 3 dề, 2 dề nhỏ và 1 dề to. Mã 46 này, 450k. Một dề nguyên bản này. Đang có cái nụ bộp nhá. Nụ này đang chuẩn bị hoa rồi đây này, chuẩn bị sổ hết hoa rồi. 2 nụ, 3 nụ luôn này. Đấy. 47 này, 600k. 2 dề. Đây đang nụ nha con nhá. Đấy. Có những cái mã là nó đang sưng nụ, còn có những cái mã là nó đang bắt đầu nó nụ bộp rồi nhá. Là chuẩn bị nó sổ ra rồi đấy ạ. 48 này, 400k. Có 2 dề nhỏ này. Đây. Đây nụ đây nhá cả nhà nhá. Đấy. 49 này. 49 cái mã này của nhà em này, 1,3 triệu nhá, một dề nguyên bản luôn. Đây. Cầm cháu này. Con này to lắm. 4 siêu to. Nụ này nha các bác nhá, nụ này. Nhiều nụ siêu nụ luôn. Quá. Đây này. Đây này. Đấy. Đây, đây này. Chi chi nụ luôn. Như thế này. Đây. Cái rể nó to tướng như vậy. Mã 50 này. 400k. Cái này là có 2 này, 3 này, 4 này, 5 nhá, 5 dề vụn này, 5 dề vụn này. Nụ đây. Chi chít nụ luôn. 400k, 51 này. 630k này. Nhiều lắm. 2 này, 3 dề nhá, có 3 dề này. Mã 51 này có 3 dề này, 630. Đây cái này là nó đang sổ hoa rồi, đang bắt đầu sổ hoa rồi nhá. 52 này.
52 500k một dề. Một dề nguyên bản luôn nhá. Một dề nguyên bản luôn 500k. 53 một dề nguyên bản này 420k này. Đây hàng đang nụ này, đang bắt đầu nó nụ nhỏ thôi nhá. Đấy. 420. 54 này 500k nhá, một dề nguyên bản. Trầm tím Myanmar cả nhà nhá. Hàng hàng rừng đấy ạ, hàng trầm rừng đây. Mà cái hàng này thì nó đang bắt đầu nó nhú mầm và đang có nụ rồi các bác nhá. Đây này. Tím đậm luôn, hoa cực kỳ thơm và bền nhá. Hàng trầm hoa tháng 3 đến tháng 5 đấy ạ. Cái dòng này thì em bán là 900k một cân nhá. Và em ship từ 3 lạng trở lên. Đây này, 3 lạng đây cả nhà nhá, 3 lạng nhá. Đấy, 3 lạng này. 3 lạng nó tương đối nhiều đấy ạ. Một cái ô như này là mọi người đã ghép được một cái bảng tương đối to rồi nhá. Đây. Trầm Myanmar nhá, hàng nhổ vườn nhá cả nhà nhá. Đây các bác mua từ 2 cân trở lên em bao ship cho mọi người này. 900k một cân nhá cả nhà nhá. 900k một cân. Hàng đẹp long lanh luôn, to mập nhá. Đang nụ này, mầm gốc này, đang bắn lên này. Đây này. Đấy, mọi người nhìn này. Ngon ngật ra. Nụ nhá. Hàng thân nụ đây ạ. Cái hàng này thì cái thân hoa, cái phần thân hoa nó chiếm đa số nhá các bác nhá. Tương đối nhiều thân hoa đấy ạ. Hàng này đó là cái hàng nhổ vườn nhá. Hàng nhổ vườn này. Cái này nó là cái hàng năm cánh trắng mắt đỏ nhá mọi người nhá. Đây này, hàng đang có nụ đây. Cái dòng này nó là cái dòng trầm nhá. Đây cả nhà này. Đang nụ này. Trung bình một cốc của nó ấy, thì nó sẽ có một thân hoa, 1 đến 2 thân hoa và mầm gốc thì đang phát triển. Đây nhá các bác nhá. Mầm gốc đang lên này. Em sẽ lấy cho mọi người xem mặt hoa của nó. Đây nhá các bác nhá, mặt hoa này, đẹp chưa? Nó rất là nét nhá. Hoa này, nét căng luôn. Mà bông to, bông của nó to lắm. Đây, năm cánh trắng mắt đỏ. Zoom gần cho mọi người xem luôn nhá. Xịn sò chưa? 180k một cốc nhá. Đây. Em bốc bất kỳ thôi mọi người nhá, bốc bất kỳ thôi. Hàng thì là tầm này nó đang sưng nụ. Đang sưng nụ nhá. Có những cốc thì nó đã nảy nụ ra rồi. Ví dụ như cốc này này là nó đã nảy nụ gai rồi mọi người nhá. Này thì nó là cái dòng trầm, cho nên là hoa của nó sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 3 đến tháng 5 dương nhá. Đây. Nhìn nó vì là nó đang sưng nụ để nó trở hoa đấy ạ, cho nên là lá nó xuống hết lá rồi các bác nhá. Đây. Nhìn cái hàng này nó không có lá cho nên là nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm. Thế nhưng mà bù lại là cái mặt hoa của nó rất là đẹp nhá mọi người nhá. Năm cánh trắng mắt đỏ này. Bông to à nhá. Nét căng luôn. Đấy. Xuất sắc chưa? Cứ trung bình đều đều, một cốc nó sẽ có một thân hoa. Dao động 1 đến 2 thân nhá, nhưng mà trung bình nó chỉ có một thân hoa và một mầm gốc thôi cả nhà nhá. Đấy. Em nói thế để cho nó cho các bác dễ hình dung này. Đây,
Cứ trung bình một cốc sẽ có một thân hoa và một mầm gốc. Mầm gốc đang lên nhá, chứ cũng chưa có mầm gốc nó lên dài đâu. Nó mới bắt đầu nó nhú lên thôi như này này. Đó. Đây này. Một mặt hàng mới tinh vừa mới cập bến là nhà em nha các bác nhá. Cái dòng này thì nó có cái tên gọi là Tổ Phụng Đài Loan. Dòng này là dòng mọi người chơi lá thôi nhá. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Đấy. Một cái chậu như thế này em bán với giá là 130k nhá cả nhà nhá. 130k Tổ Phụng Đài Loan. Hàng này là hàng chơi lá. Mà cái này thì nó còn có một cái tác dụng nữa là nó thay cho một cái giá thể để mọi người trồng những cái hàng thân thòng ấy ạ. Đây này em ví dụ luôn này, như là cái hàng em vừa giới thiệu nhá. Đây nó là cái hàng trầm này, năm cánh trắng mắt đỏ đây. Em vừa giới thiệu lúc nãy đây. Đây em tháo cốc ra nhá, tháo cốc ra và em thả luôn vào giữa này, thả luôn vào giữa cái chậu này này. Đây em thả luôn vào giữa cái chậu này nhá. Mọi người làm móc, mọi người cố định. Đây là em gá tạm thôi nhá, gá tạm để cho mọi người dễ hình dung thôi. Một thời gian ạ, khi mà những cái rễ ở đây này nó bám ra, vì mình trồng lâu dài mọi người, thì theo thời gian thì cái rễ nó sẽ dài ra và nó ăn vào cái giá thể này nhá. Như bình thường là các bác sẽ sang chậu, mọi người thì sang một cái chậu đen đơn thuần như thế này thôi thì nhìn nó sẽ không được đẹp, không được thẩm mỹ ạ. Đây hôm nay nhà em có một cái sản phẩm mới tinh này giới thiệu đến mọi người. Cái dòng này là dòng lá nhá, nhưng mà có thể thay giá thể trồng lan được luôn. Tổ Phụng Đài Loan này, 130 một cốc nhá. Đẹp lắm. Cái hàng này thì nó lại cực kỳ nhẹ cân nhá. Đây mọi người nhìn lạ mắt chưa? Cái này về mọi người chơi lá không cũng được, chơi lá không nó cũng rất là đẹp nhá. Không thì các bác thả một cái chậu trầm đây cho em này. Nói chung là không nhất thiết là phải trầm, nó cứ liên quan đến thân thòng. Mọi người cứ thả trực tiếp vào đây cho em, để theo thời gian thì cái rễ nó bám ra ấy ạ, nó sẽ ăn sâu vào nhá, nó sẽ cố định. Đây em không có cái giò nào, nó có cái rễ dài nó tua rua ra thì nhìn chấm hết luôn. 130 một cốc nhá cả nhà nhá. Tổ Phụng Đài Loan ạ. Đây. Chơi lá không cũng rất là ok. Không thì mọi người làm để thay cái giá thể, thay cái giá thể để mình trồng những cái loại thân thòng nhá. Đẹp lạ mắt luôn. Mà giá lại rất là rẻ luôn. Cái này mọi người có thể tính được luôn nhá. Các bác mua trung bình một cái chậu đấy. Em tính trung bình một chậu mọi người mua nhá, thì nó cũng sẽ dao động trong khoảng tầm 60.000 đến hơn 100.000. Đấy là em tính giá tiền chậu nhá. Đây các bác này, mua cái này có 130.000. Mọi người có một cái giá thể nó đẹp, độc lạ, lạ mắt. Đầu tiên là nó lạ mắt đã. Xong rồi mấy nữa dễ nó chùm ra ạ. Nhìn nó lại còn đẹp nữa cơ. Đấy, đẹp chưa? Chả tội gì mà không chơi như thế này cho nó khác đi nha các bác nhá.